Mới bản 2020 tháng 3 này để anh em đánh quốc biển hay còn gọi chất ghé quốc ốc quốc đen. Bản này anh em nghe là anh em hiểu rồi nha. Anh em nào cần bản này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của Thuận để thông tư vấn cũng như chia sẻ thêm kinh nghiệm với lại chỉ anh em cách đánh như thế nào để được hiệu quả. Bên Thuận đã cập nhật tất cả các lòng tin chim đêm. Anh em bấm vô kênh sân bẫy của Thuận để tìm hiểu thêm nha. Liên hệ số điện thoại để Thuận gửi mấy cái bản trang nhạc cho anh em nha. Thì anh em lấy thì sẽ gửi